Vâng chúng ta lại tiếp tục cùng nhau quay trở lại với buổi tối của ngày hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024 Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay Một ngày mà chúng ta đã gặt hái được rất là nhiều thành công về mặt kinh tế rồi phải không ạ Khi mà những các con số mà tôi đã chốt cho anh chị em chúng ta chơi ở đường cầu video Cũng như là ở đường cầu kín zalo Thì hoàn toàn xứng đáng với những gì mà anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đầu tiên đó chính là ở trên đường cầu kín zalo Tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con Loto 03 để chơi cho ngày 31 tháng 3 năm 2024 lúc 17 giờ 14 phút. Như vậy là có lô tô 03 thì ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là giải 2.2 và rực rỡ hơn nữa đó chính là ở à, giải 4.4. Anh Đồng tiếp tục giả về cho chúng ta thêm một nháy Loto tô 03 nữa và tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con đề đặc biệt 09 để chơi cho ngày hôm nay thì với giải đặc biệt của ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta làm số đó chính là 36909 với tâm càng chạm chín đầu chạm không đuôi chạm chín xin chúc mừng với tất cả anh chị em chúng ta đã có chiến thắng con đề đặc biệt không chín ở đây rồi phải không ạ phải nói đến là một ngày rất là rực rỡ của anh chị em chúng ta cũng như là ở được cầu kính zalo thì ở trên đường cầu kính telegram thì ngày hôm nay rất là nhiều anh chị em chúng ta đã có chiến thắng ở đây rồi bạn nhật vượng thì cũng đã có chiến thắng hai nháy nô tô không ba và con đề đặc biệt không chín và bạn có bảo với tôi rằng hôm nay em vẫn vào năm trăm điểm với ba triệu đề đặc biệt không anh tôi có bảo lại với bạn cứ đánh theo cách của em anh chỉ bao lỗ cho em còn đánh bao nhiêu ăn bứng nhiêu bạn có bảo với tôi rằng vâng em hiểu ạ phải không ạ và tiếp theo đó chính là bạn kim huệ thì cũng đã có chiến thắng bạn hải nguyễn bạn đức anh hay là bạn huy phạm thì đều đã có chiến thắng ở đây bạn huy phạm có bảo với tôi rằng hôm nay muộn anh nghỉ và tôi có bảo với bạn muộn mới chuẩn em ạ. hội đồng báo về mà bạn có bảo lại với tôi số chuẩn thật đấy theo anh ba ngày ăn cả ba rồi phải không ạ và tiếp theo đó chính là ở trên đường cầu video thì tôi có chốt cho anh chị em chơi ngày ba mươi tháng 3 đó chính là con Bạch thủ lô 81 như vậy là con Bạch thủ lô 81 thì anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây hai nháy nô tô nháy đầu tiên nằm ở giải 4.1 nháy thứ hai nằm ở giải 7.4 chúc mừng với tất cả anh chị em phải nói đến là một ngày rất là rực rỡ của chúng ta và tiếp theo đó chính là ở trên đường cầu lô tô rơi thì tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con lô tô rơi 09 và 65 thì với giải đặc biệt của ngày hôm nay anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con khâu chín thì chúng ta đã có chiến thắng đó chính là ở được cầu lô tô rơi rồi phải không ạ? Và để trước khi đi vào phân tích thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào với cả kênh của tôi, đó chính là kênh Minh Phúc 89. Anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh, và đã đăng ký kênh rồi thì hãy bấm vào quả chuông và chọn vào dòng tất cả. Còn anh chị em nào mà muốn được chơi số lộ số từ hội đồng báo về thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để có được những các con số an toàn nhất chơi cho ngày mai. Và bây giờ tôi sẽ đi vào phân tích ở trên được cầu video với được cầu đầu tiên đó chính là được cầu bạch thủ lô đang có biên độ ăn 5 ngày liên tiếp thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng hai nháy nô tô 81 rồi thì tôi sẽ đi kiểm chứng từ ngày 29 tháng 3 để cho anh chị em chúng ta cùng nhau tham khảo và với con số đầu tiên tôi lấy đến ở đây đó chính là con số hàng chục nghìn nằm ở giải 2.1 chúng ta được đó chính là con số 0 tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị nằm ở giải 2.2 chúng ta được đó chính là con số 1 cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng trăm nằm ở giải 3. 3.5 chúng ta được đó chính là con số 4 và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu xanh và tôi có đánh dấu ở đây, đó chính là đường cầu số 1 phải không ạ? Và đường cầu số 1 này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Tiếp theo tôi sẽ đi vào với cả đường cầu thứ hai, đường cầu màu hồng. À đường cầu màu hồng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng trăm nằm ở giải 3.2 chúng ta được đó chính là con số 6. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng trăm nằm ở giải 5.1 chúng ta được đó chính là con số 9. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 100 nằm ở giải 5.3 chúng ta được đó chính là con số 2. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu hồng. Và tôi có đánh dấu ở đây đó chính là đường cầu số 2 phải không ạ? Cả hai đường cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô để chơi cho ngày 30 tháng 3. Ở đây đầu tiên tôi sẽ đi cộng tổng của cái đường cầu màu xanh được cầu số 1. Tôi có 0 cộng một cộng với 4 thì bằng 5. Tiếp theo tôi đi cộng tổng của ấy được cầu thứ hai được cầu màu hồng. Tôi có 6 cộng 9 cộng với 2 bằng 17, tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị, đó chính là con số 7. Như vậy là bạch thủ lô 57 để chơi cho ngày 30 tháng 3. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 30 tháng 3. Về con lô tô 57 chúng ta đã có chiến thắng hai nháy lô tô. Nháy đầu tiên nằm ở giải 2.1 và nháy thứ hai nằm ở giải 6.2. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo, đó chính là ngày 31 tháng 3 năm 2024 anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô tôi có 4 cộng 6 cộng với 8 thì bằng 18 tôi sẽ lấy con số đơn vị đó chính là con số 8 tiếp theo tôi có 2 cộng với 3 cộng với 6 bằng 11 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 1 như vậy là bạch thủ lô 81 để chơi trong ngày 31 tháng 3 trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 31 tháng 3 về con lô tô 81 anh đồng đã giả về cho chúng ta hai nháy nô tô nháy đầu tiên nằm ở giải 4.1 Ngày thứ hai nằm ở giải 7.4 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai Ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024 Thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi Ở đây đó chính là con bạch thủ lô Ở đây tôi có 5 cộng 3 cộng với 4 bằng 12 Tôi lấy con số ăn đơn vị Đó chính là con số 2 Tiếp theo tôi có 5 cộng 0 cộng với 3 thì bằng 8 phải không ạ Như vậy là bạch thủ lô 28 Để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai Và xong thủ lô thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con 71 và con 17 anh chị em nhá. Và bây giờ thì tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở được cầu lô tô rơi và được cầu lô tô kép. À trên được cầu lô tô rơi thì ngày hôm nay chúng ta đã rất là thành công ở con lô tô 09 mà anh đồng đã giả về cho chúng ta. À giải đặc biệt rồi phải không ạ? Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ đi phân tích ở đây để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai đó chính là con lô tô rơi 28 anh chị em nhá lô tô rơi 28 thì hiện tại ngày hôm nay anh đồng đã giả về cho chúng ta hai nháy lô tô rồi ngày mai thì chúng ta tiếp tục chơi cho tôi ở đây bởi vì là ở được cầu gần đây nhất anh đồng đã giả về cho chúng ta ba ngày liên tiếp nên là ngày mai anh chị em chúng ta có thể tiếp tục chơi cho tôi tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô rơi nữa đó chính là con lô tô rơi 79 con lô tô rơi 79 thì anh chị em chúng ta có thể nhìn thấy rất là đẹp phải không ạ ở à, những các đường cầu gần đây nhất anh đồng đều giả cho chúng ta Thứ ba ngày trở lên nên là ngày hôm nay đã giả về cho chúng ta ở đây rồi. Thì ngày mai anh chị em chúng ta tiếp tục chơi cho tôi và để tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cái được cầu đó chính là được cầu lô tô kép. Ờ à, được cầu lô tô kép thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở đây để tôi ghi lại cho anh chị em chúng ta lô tô rơi ngày mai đó chính là con lô tô rơi 28 và 79 phải không ạ lô tô kép thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là cái con lô tô kép mươi à 99 anh chị em nhé có lô tô kép 99 đang có biên độ đó chính là một ngày chưa ra. Ngày mai là ngày thứ hai thì chúng ta sẽ chơi cho tôi. Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô kép nữa. Đó chính là con lô tô kép 50 năm và lô tô kép 50 năm đang có biên độ 4 ngày chữa ra ngày mai là ngày thứ năm thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu xiên quay xiên quay chúng ta có đó chính là 28 79 99 và chúng ta có đó chính là 50 năm như vậy là ở những các được cầu về lô thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai anh chị em nào chung cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi không trung cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo để tránh cái tình trạng anh chị em chúng ta mất tiền mất lực mà lại thêm bực vào người thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của tôi 0979094894 để nhận được những các con số an toàn số chuẩn xác nhất để anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai và tiếp theo tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở được cầu gian đề ở được cầu gian đề ở đây thì đầu tiên tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 29 tháng 3 cho đến cái ngày đó chính là ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024 để cho anh chị em chúng ta cùng nhau kiểm chứng phải không ạ và với đường cầu thứ hai đường cầu màu xanh thì tôi sẽ lấy ở đây đó chính là từ ngày bao nhiêu tôi sẽ lấy từ ngày 21 tháng 3 cho đến ngày 24 tháng 3 và ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng nghìn làm ở giải đặc biệt và bóng của nó phải không ạ như vậy là ở à, được cầu thứ hai được cầu màu xanh này của chúng ta lấy thêm một cái con đó chính là bóng của con ở đặc biệt này và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu màu hồng ở à, được cầu màu hồng thì tôi sẽ lấy từ ngày 14 tháng 3 cho đến cái ngày 17 tháng 3 ở à, đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là ba con số đầu tiên làm ở giải đặc biệt gồm con số hàng chục nghìn, con số hàng nghìn và con số hàng trăm. Như vậy là cả ba được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đầu tiên, đó chính là ngày 29 tháng 3. Tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 14 tháng 3 để đi gấp với cả ngày 21 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con để để chơi như sau. Đầu tiên chúng ta có một đi gấp với cả 6 chúng ta có 1661. Tiếp theo một đi gấp với cả 9 chúng ta có đó đó chính là 1991 1 đi ghép với cả một chúng ta có đó chính là 11 và 66 và ở đây thì chúng ta có bóng của con số 1 đó chính là con 66 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con 66 và 11 thì ở đây chúng ta có rồi thì anh chị em chúng ta tiếp theo chơi cho tôi đó chính là 6996 và ở đây thì chúng ta tiếp tục có 6116 thì ở à, bên trên này của chúng ta có rồi nên là anh chị em chúng ta có thể rút gọn được phải không ạ như vậy là ở à, được cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 29 tháng 3 Ngày 29 tháng 3 với giải đặc biệt Anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là con đề 69 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Chúng ta đã có chiến thắng ở được cầu gian đề Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo Đó chính là cái ngày 30 tháng 3 Thì tôi lại tiếp tục lấy từ cái ngày đó Chính là ngày 10 tháng 3 Để đi ghép với cả ngày 22 tháng 3 Chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau Đầu tiên đó chính là 5115 5225 và 5335 Ở đây thì chúng ta có 0110 0220 và 0330 như vậy là ở à, cái được cầu dàn này tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhà định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 30 tháng 3 và ngày 30 tháng 3 với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là con đề 30 năm, con đề 30 năm này nằm ở trong cái được cầu dàn đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhà định để cho anh chị em chúng ta chơi ở đây. Và tiếp theo đó chính là kiểm chứng ở ngày 31 tháng 3. Chúng ta sẽ lấy từ ngày 16 tháng 3 để đi gáp với cả ngày 23 tháng 3. Đầu tiên chúng ta có đó chính là 9009 9559 và 9669. Ở à đây thì chúng ta có đó chính là 4004, 4554 và 4664. Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 31 tháng 3. Ở à ngày 31 tháng 3 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề 09. Con đề 09 này nằm ở trong cái được cầu dàn đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi ở đây rồi. Và để kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày mai, ngày mùng 1 tháng 4 năm 2020 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi lấy đến đó chính là từ ngày 17 tháng 3 để đi gặp với cả ngày 24 tháng 3. Đầu tiên chúng ta sẽ có đó chính là 8338 8998 và chúng ta có ở đây đó chính là con 88 và 33 phải không ạ? Tiếp theo chúng ta có đó chính là con đề 3993 và con đề 99 và 44. Như vậy là ở cái được cầu gian đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào trung cầu cái số chúng ta cùng nhau chơi, không trung cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo. Còn anh chị em nào mà muốn được chơi to chơi lớn tỉ lại chắc chắn thắng. Số từ hội đồng báo về thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại không 979 094 894 để nhận được những các con số an toàn nhất chơi cho ngày mai anh chị em nhé.